chào anh chị em và các bạn, chào mừng mọi người đã quay lại với trung tâm xe máy Thành Tâm. Thì hôm nay là Thư sẽ giới thiệu cho mọi người cái mẫu SH2020 đang rất là hot hiện nay. Thì ngoài cái độ hot về cái dòng xe này thì riêng cái con xe này thì nó có một cái số đặc điểm rất là nổi bật, thì hôm nay Thư sẽ giới thiệu cho mọi người được biết luôn. Thì bây giờ là trước hết thì Thư sẽ mời mọi người đi một vòng tham khảo cái con xe này như thế nào nha. Thì con xe này mới vừa về ở bên trung tâm xe máy hôm qua thôi mọi người, thì hôm nay là Thư đem lên giới thiệu luôn. Tại vì hôm giờ cũng có rất là nhiều anh chị về hỏi về cái mẫu SH2020 này rồi, nhưng mà hôm nay Thư mới có hàng để về bán đây. Đây, về cái mặt trước của cái con SH này thì nó còn rất là nguyên, rất là mới. Đây, mới có đi được rất là ít km nha mọi người, rất là mới, chưa có một cái vết chày xước gì hết trơn. Ngoài ra thì Thư sẽ giới thiệu thêm, thì chủ trước người ta có vô một số đồ chơi cho cái con xe này rồi, nó cực kỳ hot. Mâm và phụt bẩn vẫn còn nguyên đây. Đây, cái đĩa là đĩa Salaya luôn nha. Ốc full ốc Salaya đây, mọi người coi kỹ nha. Đây, chủ trước người ta đã sai lỗi full với dàn ốc Salaya luôn, thì không bao giờ bị gỉ xét gì, bong chóc gì hết cái loại ốc này. Dòng về cái dàn áo phía bên trái đây vẫn còn nguyên si, vẫn còn rất là đẹp. Đây, tem SH hình chữ nổi. Một số điểm quan trọng nằm ở phía dàn chân bên đây. Đây là chủ trước người ta đã thay đổi cái bô Forex, hay được gọi là bô 4G nha. Cổ bô full inox nha mọi người. Dàn ốc phía sau này là cũng là ốc Salaya luôn, thì người ta đã thay đổi cái dàn ốc này rất là mắc luôn nha mọi người. Phục Racing Boy đây. Đây, đã thay đổi hết trơn rồi. Cái xe này phải nói là được đã độ lên khá là êm rồi. Khi mà mình mua về sử dụng thì không cần cái gì phải thay đổi luôn. Về ngoại hình thì con xe này cực kỳ đẹp. Đây, phần lọc gió này người ta cũng thay thành lọc gió chính hãng Sinbad. Đây, lọc gió trong chính hãng luôn nha mấy bạn. Ốc vẫn là vàng ốc Salaya. Đây, nồi sơn nồi vẫn còn nguyên si, nguyên zin, rất là mới, đẹp. Ốc Salaya đây luôn nha các bạn. Hầu như thì Thư thấy là cái con xe này là chủ trước đã thay đổi toàn bộ cái dàn ốc rồi. Ở đó là thay đổi full dàn ốc luôn. Thuộc Racing Boy đây, hai bên rất là nổi bật, tạo một cái điểm nổi bật cho cái con xe này. Thì đây là một cái số điểm mà chú ý để Thư giới thiệu cho mọi người tham khảo biết thêm cái con xe. Ngoại hình thì không cần phải bàn cãi gì, vì 2020 đi con xe này Thư nhớ không lầm thì đi rất là ít mọi người. 1000 mấy, để Thư xem, 1204 km thôi, mới đi có 1000 mấy là coi như là xe lướt trong hoàn cỏ 2-3 tháng gì thôi. Bây giờ thì Thư là sẽ lên máy để cho mọi người nghe được cái tiếng bô của cái con xe này nha. Rồi, khoan nha. Đây, đây thì Thư sẽ ái thử nha. Tiếng bô thì nghe rất là hay nha mọi người. Cái dòng bô này là chuyên sử dụng cho những cái loại dòng xe tay ga như SH, Vario rồi. Thì những cái dòng xe tay ga thì sẽ sử dụng chuyên về cái dòng bô này. Thì nói thật ra là thật sự là cái con xe này nó rất là êm luôn. Và nếu mà Thư là giới thiệu ngày hôm nay thì Thư nghĩ là sẽ có rất là nhiều bạn hỏi Thư về cái dòng xe này. Và những anh chị em nào mà muốn biết thêm chi tiết hoặc là tham khảo thêm thì cứ inbox hoặc là gọi cho Thư về cái số điện thoại phía dưới phần mô tả nha, thì Thư sẽ hỗ trợ cho mình. Thì Thư cũng xin được báo giá cho mọi người biết là cái con xe này hiện tại đang bán ở dưới cửa hàng Thành Tâm với giá là 79.500.000, 125 CBS nha mọi người. Thì cái ốc đô của nó đi mới có được 1200 thôi, nó rất là thấp. Thì bây giờ thì Thư sẽ giới thiệu khái quát cho mọi người tham khảo cái con xe này thôi. Mọi chi tiết xin liên hệ nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau ạ.